Alo, trường đại học Văn Lang xin chào. Em có nghe anh chị nói rằng học ngành kỹ thuật phải giỏi về lý thuyết và cả thực hành. Vậy ngành công nghệ kỹ thuật điện tử của trường mình phải chú trọng vào lý thuyết hay thực hành ạ? Thì em có đang quan tâm về ngành công nghiệp điện với điện tử. Em có băn khoăn là sau khi em tốt nghiệp cái ngành điện với điện tử ra thì sau khi ra trường em có làm được những ngành nghề gì? Quan tâm đến ngành cơ điện tử, mình muốn hỏi là cơ hội việc làm sau này của ngành cơ điện tử như thế nào? Alo Văn Lang xin chào. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với talk show Alo Văn Lang, series chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2023, được phát sóng định kỳ vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên fanpage Văn Lang University và fanpage tuyển sinh trường đại học Văn Lang. Alo Văn Lang được lên sóng với mong muốn có thể lắng nghe câu hỏi từ tất cả các bạn học sinh trên khắp các tỉnh thành về từng ngành học cụ thể tại trường đại học Văn Lang để có thể tư vấn đúng với những gì các bạn cần. Các bạn thân mến, Ngọc Anh rất vui khi có thể đồng hành cùng với các bạn trong số phát sóng thứ 30, một cột mốc rất là đẹp đúng không các bạn? Đồng hành qua những số phát sóng, được lắng nghe những chia sẻ cùng với những câu chuyện thú vị từ những khách mời vô cùng có tâm, Ngọc Anh hy vọng rằng Alo Văn Lang để giúp các bạn có thể định hình rõ ràng và chân thật hơn về con đường ngành nghề mà mình sẽ lựa chọn. Trước khi bắt đầu số phát sóng ngày hôm nay thì Ngọc Anh xin được gửi đến các bạn một câu nói truyền cảm hứng của một kỹ sư nổi tiếng người Anh, Thomas Tredgold. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai ngành học có năng lực tuyệt vời như thế của khối ngành công nghệ kỹ thuật là ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử và kỹ thuật cơ điện tử. Alo Văn Lang rất hân hạnh được chào đón ngày hôm nay. Em xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Diệp Quốc Bảo, phụ trách bộ môn cơ điện tử. Xin chào Ngọc Anh, xin chào tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh quan tâm đến ngành kỹ thuật cơ điện tử tại trường đại học Văn Lang. Và em xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ Bùi Văn Hiền, là giảng viên ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử. Xin chào MC Ngọc Anh, chào thầy Bảo, xin kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình Alo Văn Lang phát sóng kỳ này. Em xin cảm ơn ban tư vấn đã dành thời gian cuối tuần để chúng ta cùng nhau trò chuyện cũng như là chia sẻ những thông tin cần thiết để các bạn học sinh có thể hiểu rõ hơn về hai ngành học thú vị này. Em xin được gọi tắt hai ngành học là cơ điện tử và điện điện tử để có thể thuận tiện hơn cho các bạn học sinh chúng ta tiếp nhận thông tin các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu ngày hôm nay thì em xin được nhờ hai thầy chúng ta có thể định danh ngành điện điện tử và cơ điện tử trong khối ngành công nghệ kỹ thuật. Không biết mục tiêu chính của hai ngành học này về đào tạo lĩnh vực gì thưa thầy? Thì đối với lại ngành cơ điện tử đấy thì mục tiêu của chương trình đó là đào tạo các bạn trở thành kỹ sư chuyên ngành cơ điện tử. Phải hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là kiến thức chuyên môn, thứ hai là kỹ năng chuyên nghiệp, và thứ ba là năng lực tự chủ và trách nhiệm để các bạn có thể làm việc trong môi trường hiện tại và để phục vụ tốt hơn cuộc sống của các bạn. Tức là cơ điện tử là sự phối kết hợp giữa 4 mảng, đó là cơ khí, điện tử, máy tính và điều khiển, để các bạn có thể thiết kế, chế tạo các cái sản phẩm, các cái dây chuyền sản xuất tự động mà robot là một cái điển hình. Dạ, em xin cảm ơn thầy Bảo. Vậy thì không biết về ngành kỹ thuật điện điện tử thì mình sẽ đào tạo về lĩnh vực nào ạ? Khi đào tạo, mục tiêu của cái ngành điện điện tử là đào tạo ra những kỹ sư có đủ phẩm chất đạo đức là cái điều đầu tiên. Thứ hai là có năng lực và có cái trình độ chuyên môn để đáp ứng được những cái công việc thuộc lĩnh ngành, những công việc thuộc lĩnh vực trong ngành điện điện tử. Cụ thể là làm việc trong lĩnh vực năng lượng điện và hệ thống điều khiển tự động. Em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Quốc Bảo và thầy Văn Hiền. Đây có thể sẽ là tiền đề để chúng ta cùng khám phá sâu hơn về ngành học. Sau khi em ngắn nghe thầy Quốc Bảo chia sẻ thì em được biết rằng là dây chuyền tự động hóa, xe tự lái và robot là những hướng phát triển của ngành cơ điện tử. Vậy thì không biết rằng là robotics và AI có phải là hướng đặc trưng của ngành cơ điện tử tại trường đại học Văn Lang không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Ngọc Anh. Thì trước khi đi sâu vào cái định hướng Robotics AI thì tôi muốn chia sẻ với các bạn thế nào là ngành cơ điện tử, rồi sau đó chúng ta sẽ mổ xẻ cái định hướng Robotics AI. Thì cơ điện tử như các bạn biết, nó là một cái ngành khoa học tổng hợp kết hợp giữa 4 lĩnh vực, đó là cơ khí, điện tử,
máy tính và điều khiển. Thì cơ khí sẽ gồm một chuỗi các cái học phần để giúp cho các bạn có thể cuối cùng là thiết kế được một cái máy hoặc một chi tiết máy. Đấy, bằng các cái chuỗi các học phần như là đo lường này, dung sai này, rồi là vẽ kỹ thuật, rồi cơ lý thuyết sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy vân vân. Rồi đến cuối cùng là thiết kế máy và chốt bằng một cái đồ án thiết kế máy để các bạn có khả năng là thiết kế được một cái máy ở một cái góc độ nhất định nào đó. Đấy, tuy nhiên thì cái máy nó không thể làm việc được nếu chúng ta không có các cái hệ thống khác như là điện tử. Các bạn biết để một cái máy vận hành thì chúng ta cần phải có động cơ, chúng ta cần phải có mạch điện. Thì các cái mạch điện đấy chính là điện tử, cái thành phần điện tử trong cái ngành cơ điện tử. Thì chúng tôi cũng bố trí các cái chuỗi học phần để các bạn có thể thiết kế được một cái mạch điện, hay nói cách khác là cái hệ thống điện tử trong cái máy. Ví dụ như các học phần về linh kiện điện tử này, rồi kỹ thuật số, rồi mạch điện tử, rồi thiết kế mạch điện tử vân vân. Và chúng ta sẽ chốt cái lĩnh vực điện tử bằng một cái đồ án là thiết kế mạch điện tử. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta không thể nói cho cái máy hay là nói cho cái mạch điện tử nó nghe cái ý, nó hiểu cái ý đồ của chúng ta, thì chúng ta phải nói thông qua cái máy tính, tức là các bạn phải gõ từng dòng code. Đấy. Thì đó chính là cái máy tính, nó là kết nối giữa chúng ta và cái mạch điện tử và cái máy đấy. Đấy. Chúng ta có thể là truyền đạt cái ý đồ mà chúng ta muốn lập trình xuống các cái mạch điện tử thông qua cái chiếc máy tính, cũng như là các cái mạch điện tử sẽ truyền các cái tín hiệu thu thập được từ các cảm biến lên đến và hiển thị cho chúng ta thấy được cái quá trình hoạt động của máy thông qua cái máy tính. Máy tính ở đây hiểu thuần túy là kỹ thuật máy tính chứ không phải là khoa học máy tính nha các bạn. Rồi để cái máy hoạt động theo ý đồ mà chúng ta mong muốn đấy, thì các bạn phải điều khiển, phải có cái giải thuật điều khiển để các bạn hiểu rõ hơn giải thuật điều khiển nó là cái gì đấy. Thì chúng ta cùng xem xét một cái ví dụ. Tất cả chúng ta ai cũng đi thang máy rồi đúng không? Thì các bạn thấy ví dụ như cái chiếc thang máy khi mà các bạn bấm nút khởi động là di chuyển lên đấy, thì cái hệ thống sẽ đóng điện. Nếu như các bạn không có giải thuật điều khiển đấy, thì cái động cơ nó sẽ quay hết công suất. Khi đấy thì chúng ta di chuyển lên các bạn thấy sẽ chóng mặt, rất là chóng mặt. Như vậy thì cần một cái giải thuật điều khiển để cái gia tốc của thang máy khi mà nó đi lên đấy, nó phải trong giới hạn chịu đựng của con người. Chúng ta cảm thấy thoải mái, nhưng mà cái thang máy nó sẽ đi lên nhanh nhất có thể. Hoặc đến khi nó dừng, các bạn bấm nút dừng chẳng hạn, thì đến cái tầng đó nó dừng lại. Nếu mà không có giải thuật điều khiển đấy, nó sẽ đi vọt lố qua khỏi cái tầng mà chúng ta muốn dừng lại. Còn không ấy, thì nó sẽ là không đến được cái vị trí mà chúng ta mong muốn, thì các bạn phải bước lên một bậc nữa. Như vậy là không có giải thuật điều khiển thì sẽ không làm được cái chuyện đó. Như vậy thì trong hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh, nó phải gồm 4 mảng, đó là cơ khí này, điện tử, máy tính và điều khiển. Đấy. Khi mà các bạn học hết các chuỗi học phần đấy, thì sẽ có một cái học phần chốt 4 lĩnh vực đó lại với nhau. Đấy, nó giống như là một cái chất keo, đấy, kết dính 4 cái lĩnh vực đó lại. Đó chính là cái học phần thiết kế hệ thống cơ điện tử. Và sẽ có một đồ án để cho các bạn làm để các bạn hiểu được cái hệ thống cơ điện tử vận hành như thế nào. Đó là cơ điện tử truyền thống. Tuy nhiên thì dưới cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hiện nay thì cơ điện tử cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Các bạn thấy cơ điện tử tại Văn Lang là được xây dựng theo hướng Robotics AI. Như vậy thì AI trong cái cơ điện tử nó như thế nào? Chúng ta cùng xem xét một số cái ví dụ như sau. Các bạn thấy các cái robot phục vụ chẳng hạn chạy trên các cái sảnh, thì khi chúng ta ra lệnh cho robot bằng một cái giọng nói thì robot phải nghe được, phải hiểu được cái giọng của chúng ta. Như vậy thì chúng ta cần những cái mạng thần kinh nhân tạo trong robot để xử lý cái ngôn ngữ tự nhiên mà chúng ta vừa nói cho robot, thì đó chính là AI trong robot. Hoặc như các bạn đi đến phía trước robot, nó nhận diện được cảm xúc của các bạn, nó biết các bạn đang vui hay là đang buồn, thì cần những cái mạng thần kinh nhân tạo nhúng bên trong con robot để nó có thể nhận dạng được các bạn.
Thì hai cái ví dụ vừa rồi đó chính là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đó là thị giác máy tính trong cái lĩnh vực là cơ điện tử. Thì trong cái lĩnh vực sản xuất thì sao bạn? Tức là trong cái dây chuyền sản xuất tự động, ví dụ như các bạn thấy các cái dây chuyền sản xuất tự động đấy, thì các công nhân đứng phân loại các cái sản phẩm, ví dụ như vậy, cái sản phẩm nào hư thì người ta bỏ sang một bên, thì cái công suất nó thấp và cái hiệu quả nó không cao, các bạn tốn kém rất là nhiều cái chi phí. Thì các bạn hoàn toàn có thể bố trí, các bạn thiết lập một cái hệ thống gọi là thông minh, hay nói cách khác là trí tuệ nhân tạo, để các bạn phân loại các sản phẩm hư lỗi một cách tự động hoàn toàn, vừa tiết kiệm được chi phí nhân công mà vừa có cái năng suất rất là cao. Đấy là cái ví dụ về cải tiến cái hiệu suất. Có những cái mà con người chúng ta không thể làm được, ví dụ như các cái bằng đúc các cái block máy, chúng ta không thể nào nhìn xuyên qua block máy để biết rằng nó có bị răng nứt hay không. Để thì chúng ta phải sử dụng cái sóng siêu âm chẳng hạn, để cái sóng đấy chúng ta đánh vào máy nó phản hồi lại. Thì đối với cái sóng, đối với lại cái chi tiết máy mà nó còn nguyên đấy, nó phản hồi khác. Đối với lại chi tiết máy nó bị răng nứt, nó sẽ phản hồi khác. Như các bạn hay gõ vào cái ly nứt với cái ly nguyên thì các bạn có thể nghe được cái tiếng, các bạn có thể biết được đâu là cái ly còn nguyên, đâu là ly nứt. Thì tương tự với block máy, nhưng mà các bạn không thể nào nghe bằng tai được đâu. Do đó thì chúng ta sẽ áp dụng cái trí tuệ nhân tạo trong cái việc là phát hiện lỗi sản phẩm, những cái mà con người chúng ta không thể nào làm được. Đấy. Rồi, thì đó là cái định hướng Robotics AI mà bộ môn cơ điện tử đang xây dựng. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đặt tất cả các cái phần đó trên cái nền tảng là vạn vật kết nối. Thì đó là định hướng cơ điện tử mà, đó là định hướng Robotics AI mà bộ môn cơ điện tử chúng tôi đang xây dựng. Em xin cảm ơn thầy về những chia sẻ rất là thú vị và gần gũi để giúp các bạn học sinh có thể hiểu hơn về ngành cơ điện tử. Và các bạn thí sinh thân mến, cùng với thời điểm thành lập ngành cơ điện tử tại trường Đại học Văn Lang năm 2020, thì ngành điện điện tử cũng đã tuyển sinh khóa đầu tiên, tạo nên bộ đôi thú vị của khoa công nghệ kỹ thuật cơ điện và máy tính. Thưa thạc sĩ Bùi Văn Hiền, có thể nói ngành điện điện tử là một ngành học không quá mới lạ tại các trường đại học tại Việt Nam. Tuy nhiên, trường Đại học Văn Lang của chúng ta thì ngành điện điện tử vẫn còn khá mới. Không biết rằng những điểm đặc trưng nổi bậc nào mà trường Đại học Văn Lang của chúng ta dành cho ngành điện điện tử ạ? Đội ngũ xây dựng chương trình đào tạo coi đó là một động lực để có thể chắt lọc những cái điểm mạnh từ những chương trình đào tạo của các trường danh tiếng trong nước cũng như là quốc tế. Chúng tôi đã đối sánh để giữ lại những cái điểm mạnh và bổ sung cũng như là cải thiện thêm những cái điểm mà còn thiếu sót để đưa vào chương trình. Chính vì thế mà cái điểm nổi bật của cái chương trình này chính là nó thể hiện ở ba yếu tố. Thứ nhất là sớm đưa người học, sinh viên tiếp xúc với những công nghệ thực tế tại doanh nghiệp. Từ đó có thể giảm cái thời gian đào tạo và tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trong nội dung chương trình đào tạo, chúng tôi có bổ sung thêm 3 học phần, đó là học phần về trải nghiệm thực tế và học phần về đào tạo thực tế tại doanh nghiệp. Đối với học phần trải nghiệm thực tế thì được bố trí ở những năm đầu tiên của chương trình học. Điều này sẽ giúp cho sinh viên có cái nhìn khái quát hơn về công việc mà sau khi mình tốt nghiệp mình làm. Người học có thể là một lần nữa kiểm tra lại xem cái việc mình chọn ngành nghề đã đúng hay chưa. Cái điều này rất có lợi cho người học, bởi vì tránh trường hợp là sau khi chúng ta bỏ một cái khoảng thời gian 4 năm trời chúng ta theo đuổi một ngành học, đến khi cầm tấm bằng trên tay ra xin việc thì lúc đó chúng ta mới thấy là ồ, công việc này không phù hợp với mình. Thế thì đó là cái điều mà chúng tôi đưa vào rất có lợi cho người học. Khi chúng ta đã xác định được cái ngành học mà phù hợp với mình rồi thì cái trải nghiệm thực tế 2 ở năm thứ 2 sẽ giúp cho các bạn xác định chính xác là cái chuyên ngành cụ thể mà các bạn cần theo đuổi là cái gì, đó là ở trong năm thứ 2. Đối với đào tạo thực tế, chúng tôi bố trí trước học kỳ thực tập tốt nghiệp. Điều này sẽ giúp cho sinh viên tiếp cận với công nghệ tại các cái doanh nghiệp. Chính vì thế mà sau khi trải qua cái học kỳ đào tạo tại doanh nghiệp rồi thì đến học kỳ về thực tập tốt nghiệp là sinh viên đã có thể có thu nhập. Do đó nên thời gian đào tạo xem như là đã rút ngắn được gần như là một năm. Chính vì thế sau khi các bạn mà có bằng tấm bằng trên tay thì so với những cái chương trình đào tạo khác là hầu như các bạn đã có kinh nghiệm tương đương với một năm
và cơ hội việc làm từ đó mà có thể phát triển hơn so với những chương trình khác. Em xin cảm ơn thầy. Và theo như em được biết thì trường Đại học Văn Lang của chúng ta, ngành điện điện tử được đào tạo theo hai hướng chuyên sâu là điều khiển tự động và năng lượng điện. Thì không biết rằng hai hướng này có sự khác biệt trong lộ trình học tập cũng như là văn bằng các bạn nhận được sau khi tốt nghiệp không ạ? Cái chuyên sâu đó là cái sự khác biệt giữa hai chuyên ngành. Vậy thì trải qua 4 năm học thì các bạn chỉ có khác biệt đúng một học kỳ, tương đương với khoảng là 21 tín chỉ. Và các bạn chỉ học khác nhau cái điều đó thôi để phân biệt cái sự chuyên sâu giữa ngành năng lượng điện và điều khiển tự động. Điều đó có nghĩa là ở mức độ cơ bản thì các bạn có thể làm những công việc của nhau không có sự phân biệt. Nhưng khi mà cần một cái công việc đòi hỏi cái tính chuyên môn cao thì có sự phân biệt rõ ràng. Đó. Do đó nên là cái học kỳ khác biệt giữa hai chuyên ngành là ở cuối của năm thứ ba. Chính vì thế nên là đối với văn bằng, cấp bằng thì hai chuyên ngành này không có sự khác biệt thể hiện ở trên bằng cấp, mà chỉ có sự khác biệt trên thể hiện trên bảng điểm của các bạn thôi. Và nhắc đến lộ trình học tập thì cả ngành cơ điện tử và điện điện tử đều có thời gian là 4 năm khi mà chúng ta học đại học và sẽ tốt nghiệp văn bằng kỹ sư. Em nghĩ rằng rất là nhiều bạn học sinh tò mò về lộ trình học tập cũng như là các cái môn mà các bạn sẽ được học khi tham gia hai ngành này tại trường. Chắc em sẽ nhờ thầy Quốc Bảo chia sẻ về ngành cơ điện tử trước ạ. Cái ngành cơ điện tử tại Văn Lang nó có hơi đặc thù. Chúng ta thấy là cơ điện tử là phối hợp giữa 4 mảng, cho nên là các bạn sẽ học theo cái line, tức là theo các cái khối kiến thức đấy. Ví dụ như về cơ khí thì các bạn sẽ học một cái chuỗi các cái học phần để như thế nào đó các bạn nắm được cái kiến thức trong cái mảng cơ khí đấy, rồi đến cái mảng điều khiển, rồi cái mảng máy tính và cái mảng điện tử. Như vậy thì bố trí theo năm học đấy thì nó không còn quan trọng nữa, mà các bạn phải cố gắng để đạt được cái điều kiện cốt lõi để mà chốt các cái nhánh đó. Ví dụ như là về cơ khí thì các bạn phải hoàn thành cái đồ án thiết kế máy, hoặc là như về phần điện tử thì các bạn phải hoàn thành đồ án là mạch điện tử, thiết kế mạch điện tử, cũng như tương tự đối với lại các cái nhánh còn lại. Như vậy thì lộ trình các bạn phải chú ý đó là chúng ta không phải đi theo các cái năm học thuần tí, mà là sẽ đi theo các cái nhánh chuyên sâu như vậy, và ở mỗi một cái nhánh như vậy nó sẽ chốt bằng các cái đồ án, và các cái đồ án để rơi vào đâu đó khoảng chừng năm 3 của các bạn, và để cái năm cuối cùng để các bạn có thể đi ra doanh nghiệp thực tập cũng như là làm cái đồ án tốt nghiệp. Em xin cảm ơn thầy Bảo, và sau khi lắng nghe thầy chia sẻ thì em cảm nhận được là ngành cơ điện tử phối hợp rất là nhiều lĩnh vực, trong đó có cả kỹ thuật cơ khí, điện tử, khoa học máy tính và cả trí tuệ nhân tạo nữa. Vậy thì không biết mà để chúng ta có thể tiếp thu được tất cả những cái thông tin cũng như là kiến thức như vậy thì ngành học của mình sẽ nghiêng về lý thuyết hay là thực hành nhiều hơn, và sự phân bổ giữa lý thuyết và thực hành trong quá trình 4 năm đại học như thế nào ạ? Để trả lời câu hỏi của anh thì các bạn biết là chương trình đào tạo của cơ điện tử đấy thì được xây dựng là 151 tín chỉ, tương đương với lại hiện tại là khoảng chừng 3.000 giờ giảng dạy, thực hành đồ án và thực tập. Thì trong 3.000 giờ đấy thì có khoảng chừng 1.620 giờ lý thuyết trên lớp, tức là các bạn sẽ đến lớp nghe giảng, nghe các giảng viên giảng bài, cũng như là các hoạt động học tập liên quan ở trên lớp. Và khoảng chừng 870 giờ thực hành, 330 giờ đồ án và 180 giờ thực tập ngoài cơ sở. Như vậy thì cái tỷ trọng mà lý thuyết nó chiếm là khoảng 71%, thực hành là 19,2%, đồ án là 7,28% và thực tập là 2,65%. Tuy nhiên thì các bạn nên để ý như thế này, là các cái học phần đồ án, thực hành cũng như là thực tập là các cái học phần bổ trợ cho cái học phần lý thuyết để các bạn nắm vững hơn về lý thuyết. Khi mà chúng ta học lý thuyết thì có thể nó khó hiểu, nhưng mà khi các bạn xuống thực hành thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn những gì chúng ta được học trên lớp, cũng như là tạo cái niềm hứng khởi cho các bạn. Em xin cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích của thầy, và em nghĩ rằng lúc này thì rất là nhiều bạn học sinh tò mò không biết lộ trình học tập của ngành điện điện tử trong 4 năm như thế nào. Em xin được mời thầy Văn Hiền sẽ chia sẻ ạ. Đối với lộ trình học tập của chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử cũng trải qua 4 năm.
Tuy nhiên thì với khối lượng kiến thức chúng ta sẽ được chia thành khối kiến thức đại cương. Khối kiến thức đại cương thì phải theo chuẩn của Bộ Giáo dục, nó chiếm khoảng 1/3 trong tổng số tín chỉ. Trong đó thì chúng tôi bố trí là chiếm đến gần 50% là khối kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành. Điều này sẽ giúp cho học sinh, sinh viên là nắm vững kiến thức hơn trước khi chúng ta vào thực tập cũng như là đi ra thực tế tại doanh nghiệp. Sau đó thì chúng ta sẽ có khoảng 12%, đó là các cái học phần, các cái học môn học mà tự chọn học sinh có thể là tự do chọn được cái ngành nghề hoặc là những cái môn học mà mình cảm thấy là mình có lợi thế, mình dễ học. Và cuối cùng là cái thời gian để chúng ta làm thực tập tốt nghiệp cũng như là làm đồ án cũng như các cái khóa luận tốt nghiệp, nó chiếm khoảng 7%. Thế thì toàn bộ lộ trình đó nó trải qua 4 năm thì chúng tôi sẽ phân bố là năm đầu tiên nó chiếm khoảng 26% tổng khối lượng giờ học. Điều này sẽ giúp cho học sinh đầu vào cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn, học không bị quá áp lực. Sau đó thì năm thứ 2, năm thứ 3 thì chúng ta sẽ có cái trớn đó, rồi chúng ta sẽ tăng tốc lên một chút xíu, nó khoảng là từ 30-31%. Tuy nhiên, như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ là cái năm cuối chúng ta chủ yếu là đi thực tập tại doanh nghiệp, chúng ta tiếp xúc với doanh nghiệp và chúng ta làm đồ án tốt nghiệp, nên cái năm cuối cùng chúng ta chỉ học khoảng là 10-11%. Điều này bố trí như thế này rất là có lợi cho người học. Thì chúng tôi cũng hy vọng là với cái chương trình được bố trí như vậy thì sẽ rút ngắn được cái thời gian mà chúng ta đào tạo lý thuyết và các bạn sớm có điều kiện để tiếp xúc với doanh nghiệp nhiều hơn. Em xin cảm ơn thầy. Và một thông tin rất là thú vị trên website của trường rằng các bạn sẽ được tham gia những cái buổi workshop về ngành điện điện tử để có thể tạo ra những cái sản phẩm rất là gần với đời sống, như là quan sát đèn giao thông hoặc là tạo ra robot tự hành, thang máy. Vậy thì thưa thạc sĩ Bùi Văn Hiền, không biết thầy có thể tư vấn chi tiết hơn về phương pháp học tập này tại ngành điện điện tử không ạ? Cái vấn đề mà chúng ta làm việc theo dự án, theo đề tài đang được quan tâm tại ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử. Đối với các đề tài thì sinh viên sẽ được tham gia các cái đề tài tùy vào cái quy mô của đề tài lớn hay nhỏ, mà sinh viên có thể tham gia toàn bộ đề tài hay là một phần của đề tài với sự tài trợ kinh phí của nhà trường hoặc là của các cái doanh nghiệp. Đối với học phần đào tạo tại doanh nghiệp thì sinh viên cũng có thể tham gia vào một phần dự án của doanh nghiệp. Do đó nên là sẽ giúp cho người học sớm tiếp xúc và học tập trên cái mô hình thực tế nhiều hơn là học lý thuyết. Em xin cảm ơn thầy, và sau khi mà lắng nghe thầy Hiền chia sẻ thì chúng ta đều có thể cảm nhận được là sự quan trọng của cái việc chúng ta trải nghiệm thực tế cũng như là thực hành đối trong ngành này. Vậy thì em nghĩ một vấn đề mà các bạn cũng rất là quan tâm là việc kiến tập và thực tập khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Em xin nhờ thầy Quốc Bảo và thầy Văn Hiền có thể chia sẻ thêm về vấn đề này ạ. Đối với bộ môn cơ điện tử tại Văn Lang đấy thì chúng tôi quan điểm như thế này. Tức là vấn đề thực tập, kiến tập thì sẽ bố trí vào các năm cuối cùng để các bạn có thể trải nghiệm thực tế, tổng hợp lại những vấn đề mà các bạn đã học trong ngành ấy năm qua. Tuy nhiên thì có một cái đặc thù của ngành cơ điện tử như các bạn đã biết đấy, thì nó cấu thành từ 4 mảng và thêm một cái hướng đó là Robotics AI nữa. Thì không phải tất cả các bạn đều có thể rành hết 4 mảng đó. Có thể các bạn đến với cơ điện tử tại Văn Lang với cái trọng tâm là cơ khí, có thể trọng tâm của các bạn đó là điện tử hoặc là chỉ là vấn đề điều khiển thôi. Thì như vậy bộ môn khuyến khích các bạn là tự tìm cái cơ sở thực tập bên ngoài. Ví dụ như thông thường đối với khóa 1 và khóa 2 đến với cơ điện tử tại Văn Lang ấy, thì các bạn ở nhà các bạn đã có các cái doanh nghiệp đang vận hành bên các cái mảng là cơ khí hoặc là bên các mảng điện tử. Thì bộ môn cơ điện tử tại Văn Lang đó là khuyến khích các bạn trở về thực tập tại các cái công ty, các xí nghiệp, các nhà máy mà các bạn đã làm việc ở gia đình các bạn. Đó là cái ưu tiên đầu tiên. Ví dụ như các bạn không có các cái xí nghiệp, công ty, gia đình, thì chúng tôi khuyến khích các bạn là đi tìm hiểu trên thị trường các cái công ty mà liên quan đến cái thế mạnh của các bạn để các bạn xin vào thực tập. Đấy là cái khuyến khích thứ hai. Nếu trong trường hợp các bạn không tìm được các công ty và cũng không có các cái mối liên quan với không có các cái công ty gia đình ở phía sau, thì lúc đó bộ môn cơ điện tử cũng như là nhà trường
sẽ tìm kiếm các công ty phù hợp với năng lực của các bạn. Thì các bạn sẽ được đi thực tập để trải nghiệm, để quan sát xem cái hệ thống cơ điện tử trong thực tế nó vận hành như thế nào. Em xin cảm ơn thầy. Vậy thì không biết việc kiến tập và thực tập đối với ngành điện điện tử thì như thế nào ạ? Như chúng tôi đã chia sẻ ngay từ đầu buổi nói chuyện, thì riêng ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử, việc kiến tập tức là trải nghiệm thực tế được bố trí ngay từ năm đầu tiên. Cái việc này giúp cho sinh viên có thể khái quát được cái hình dung ra được cái công việc mà sau khi mình học xong mình có thể làm những cái gì. Sau đó thì năm thứ hai là sinh viên cũng vẫn sẽ đi trải nghiệm thực tế, tức là đi kiến tập đó, là cũng quan sát, nhưng mà lúc này chúng ta quan sát chuyên sâu hơn để mình có thể định hướng, mình chọn một cái ngành nghề, một cái công việc mà mình ưa thích nhất. Bởi vì trong lĩnh vực điện, điện tử thì nó có rất là nhiều ngành nghề giống như thầy Bảo mới chia sẻ. Chính vì thế nên là sinh viên có thể kiến tập ở năm thứ hai, trải nghiệm thực tế, môn trải nghiệm thực tế đó, là khẳng định lại và chọn đúng cái chuyên ngành mà mình yêu thích để theo đuổi. Sau đó thì năm thứ ba thì đối với một cái môn học đó là đào tạo thực tế, thì sinh viên cũng tiếp xúc thực tế tại doanh nghiệp, và đó là một lần mà sinh viên khẳng định lại và theo đuổi cái đam mê của mình trước khi là chúng ta đi thực tập. Và cái học kỳ thực tập chỉ là cái học kỳ mà sinh viên gọi là chuẩn bị để tốt nghiệp, sẵn sàng tư thế để đi làm. Thì đó là cái nội dung của chương trình kiến tập và thực tập mà chúng tôi xây dựng. Em cũng được biết là khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính cũng có những cái đối tác rất là uy tín, có thể giúp cho các bạn sinh viên chúng ta lấy được học bổng nè, có cơ hội thực tập, hay là xa hơn nữa là cơ hội việc làm. Không biết hai thầy có thể chia sẻ thêm về những đối tác đang hợp tác với khoa mình tại trường Đại học Văn Lang được không ạ? Đối với những cái đối tác của khoa thì chúng tôi có làm việc với Viện Nghiên cứu Á Châu. Đó là cái viện mà có thể là giúp cho sinh viên tìm kiếm những cái học bổng và tham gia, cũng có thể là trao đổi học sinh, sinh viên rồi đi du học nếu như học sinh, sinh viên có nhu cầu. Riêng đối với ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử thì như chia sẻ lúc đầu là chúng ta có hai ngành năng lượng điện và điều khiển tự động. Ngành có hợp tác với một số công ty, ví dụ như là nhà máy thủy điện Cần Đơn, công ty Việt Linh hay là công ty Emtech, rồi công ty kỹ thuật cơ điện, công ty cổ phần cơ điện lạnh RI và một nhiều đối tác nữa. Tuy nhiên thì việc mà hợp tác với các doanh nghiệp thì chúng tôi hợp tác theo cái quy mô gọi là khép kín. Khép kín ở đây có nghĩa là ngay từ khi mà chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo thì cũng đã được những cái doanh nghiệp tư vấn là đưa những cái môn học nào vào để cho nó tiếp cận nhanh với nhu cầu của xã hội, với doanh nghiệp. Sau khi mà xây dựng chương trình đào tạo với sự hỗ trợ của doanh nghiệp rồi, thì trong quá trình đào tạo thì cũng có các doanh nghiệp kết hợp đào tạo, đó là các cái học phần về đào tạo thực tế tại doanh nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, sau khi sinh viên mà đào tạo thực tế rồi thì có cơ hội là thực tập và giữ lại làm việc ở công ty, thì đó là cái bộ phận tuyển dụng. Có nghĩa là chúng tôi hợp tác toàn diện trên các cái lĩnh vực, gọi là từ thiết kế chương trình cho đến đào tạo, cho đến cuối cùng là tuyển nhân sự. Do đó nên khi mà học sinh, sinh viên đăng ký vào cái chuyên ngành thuộc cái chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử của Đại học Văn Lang thì gần như là chúng tôi 100% đảm bảo đầu ra là đã có việc làm. Đó là cái việc hợp tác với các cái doanh nghiệp. Em xin cảm ơn thầy. Sau khi lắng nghe thầy chia sẻ thì chúng ta có thể thấy một bối cảnh khởi sắc đối với các kỹ sư ngành cơ điện tử và điện điện tử. Các bạn có nhiều hướng làm việc khi mà các bạn tốt nghiệp hai ngành này. Không biết rằng hai thầy có thể chia sẻ những cái vị trí công việc nào mà các bạn sinh viên có thể làm ngay sau khi tốt nghiệp, cũng như là mức lương tham khảo đối với các bạn tân kỹ sư ngành cơ điện tử và điện điện tử được không ạ? Em xin mời thầy Quốc Bảo. Về cái lĩnh vực làm việc đấy thì các bạn có thể làm việc trong bốn cái lĩnh vực tôi khái quát cơ bản. Đấy, cái lĩnh vực thứ nhất là các cơ quan nhà nước như là các sở, ban ngành, các cái trung tâm, viện nghiên cứu vân vân. Cái lĩnh vực thứ hai mà các bạn có thể làm việc đấy là các cái doanh nghiệp, các cái công ty.
Tuy nhiên doanh nghiệp và công ty có thể không có làm cái công việc sản xuất, thì cái lĩnh vực thứ ba các bạn có thể làm việc đó là trong các cái nhà máy, các cái dây chuyền sản xuất. Và cái lĩnh vực thứ tư mà các bạn có thể làm việc đấy là các cái lĩnh vực liên quan đến y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học. Như tôi đang làm trong lĩnh vực giáo dục này. Thì cái mức lương nó còn tùy thuộc vào cái kinh nghiệm làm việc của các bạn này, rồi năng lực làm việc, năng lực học tập trong cái thời gian mà các bạn ngồi trên ghế nhà trường. Em xin cảm ơn thầy. Vậy thì không biết rằng là vị trí công việc nào hiện tại đang hot và khác nhân lực nhất trong ngành của mình ạ? Nói về cái khác nhân lực hay hot đấy, thì cái mảng cơ điện tử cũng như là điện tử là luôn luôn thiếu nhân sự. Chỉ có điều là các bạn có đáp ứng được cái vị trí công việc đó hay không thôi. Đấy, chứ là cái ngành cơ điện tử từ trước đến giờ luôn luôn là thiếu nhân lực. Đấy, tuy nhiên các bạn để ý thì cơ điện tử là các bạn được học qua các bốn mảng rất là lớn trong cái lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, đó là cơ khí này, điện tử này, máy tính và điều khiển. Cho nên cái vị trí công việc của bạn nó rất là đa dạng so với lại các cái ngành khác. Ví dụ như các bạn có thể làm việc trong lĩnh vực thuần cơ khí thôi. Hoặc là các cái lĩnh vực thuần về máy tính. Đấy, hoặc là các lĩnh vực có sự kết hợp chặt chẽ giữa bốn mảng đó. Ví dụ như là các cái hệ thống, cả dây chuyền, nhà máy sản xuất. Đấy, đòi hỏi một cái kiến thức tổng quát của bốn ngành đấy. Thì các bạn hoàn toàn có thể làm việc trong các cái môi trường đấy. Tuy nhiên các bạn nên để ý cái vị trí công việc các bạn mới ra trường đấy thì thể nào cũng là cái sự khởi đầu, cũng là nhân viên thôi. Trải qua cái quá trình là làm quen với nghề trong một năm chẳng hạn, thì khi các bạn ra trường ở cái bằng kỹ sư thì các bạn vẫn phải làm quen với cái công việc. Em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Quốc Bảo. Vậy thì không biết về ngành điện điện tử thì những vị trí công việc nào là phù hợp cho các bạn mới vừa tốt nghiệp, và vị trí công việc nào là đa số các bạn sinh viên đều muốn hướng tới ạ? Đối với vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp hai chuyên ngành năng lượng điện và kỹ thuật điều khiển thuộc ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử, các bạn có thể làm việc ở các nhà máy sản xuất điện năng, ở các cái hệ thống truyền tải phân phối điện, rồi các cái công ty xí nghiệp, những nơi nào có sử dụng năng lượng điện thì chúng ta đều có thể làm việc. Còn mức độ đáp ứng của các bạn như thế nào tới đâu thì tùy thuộc vào, thứ nhất là cái năng lực của các bạn và cái yêu cầu của công việc. Đối với chuyên ngành điều khiển tự động thì các bạn có thể làm việc ở trong các cái xí nghiệp mà có sử dụng các cái dây chuyền tự động, ví dụ như là các cái dây chuyền đóng nắp chai, dây chuyền phân phối, phân loại, dây chuyền đếm sản phẩm hoặc là phân loại sản phẩm tự động, dán nhãn các thứ. Nói chung là đối với ngành công nghệ điện thì chúng ta có thể làm việc ở tất cả các cái vị trí, chỗ nào mà có sử dụng năng lượng điện thì chúng ta đều có thể áp dụng để chúng ta sử dụng được. Trừ trường hợp là sau này chúng ta sẽ có một cái dạng năng lượng khác và chúng ta không sử dụng điện năng nữa thì các bạn mới có nguy cơ gọi là không kiếm được việc làm. Đó là tôi nói vui vậy. Đó, thế thì đối với đó là cái vị trí công việc mà các bạn sau khi tốt nghiệp, thì theo tham khảo của tôi ở một số trang web uy tín về việc làm đó, thì mức lương trung bình của ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử nó rơi vào tầm khoảng 12 triệu là tính trung bình. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể có cơ hội là hợp tác lao động với các cái nước bạn với mức lương có thể là cao hơn. Đối với khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính thì chúng tôi cũng đang xúc tiến việc là làm việc với công ty GA để có thể hợp tác đưa sinh viên cái khóa đầu tiên đi sang thực tập và lao động tại Nhật Bản. Đó thì chúng tôi cũng hy vọng rằng những cái vị trí công việc và mức lương ở những cái khu vực như vừa mới chia sẻ thì cũng giúp phần nào được cho quý vị cũng như là học sinh thấy được cái toàn cảnh về cái công việc và cái thu nhập mà chúng ta mong muốn. Mình muốn nói thêm một tí về cái câu hỏi của bạn Ngọc Anh, để về cái ngành nào mà nó hot nhất và cái ngành nào nó khác nhân lực nhất ấy, thì các bạn phải hết sức cẩn thận với cái câu mà hot nhá. Nó rất dễ, các bạn rất dễ mắc lỗi khi mà các bạn chạy theo cái ngành nào nó hot nhất, nó khác nhân lực nhất. Không khác gì khi các bạn đá bóng và bạn làm hậu vệ đấy,
mà các bạn chạy theo bóng, thì đến khi là các bạn chạy theo cái ngành nghề đấy, thì đến 4 năm sau bạn ra trường đấy, thì cái xã hội, nhu cầu của xã hội chưa chắc nó đã còn khác nhân lực như là cái lúc mà các bạn định hình nghề nghiệp lúc các bạn vào trường. Đấy, cho nên đấy là theo cá nhân tôi đấy, thì các bạn nên chạy theo cái sự ưu tú trong cái ngành nghề đấy, các bạn làm để các bạn trở nên giỏi nhất trong cái ngành nghề đấy, thì xã hội sẽ trả lương cho các bạn để nó xứng đáng với lại những gì các bạn bỏ ra. Em xin cảm ơn những chia sẻ của hai thầy về những vị trí cũng như là cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên. Và hồi nãy có nghe thầy Hiền đùa một câu là khi nào mà chúng ta không sử dụng điện nữa thì các bạn mới không có việc. Thì có thể thấy được là tầm quan trọng của ngành cơ điện tử và điện điện tử đối với cuộc sống hiện nay của chúng ta. Và trong thời đại 4.0 thì cái việc mà bắt kịp xu hướng liên tục lại là một việc rất là quan trọng hơn nữa. Và cũng có một mối lo rằng là không biết với sự phát triển của AI thì con người của chúng ta trong hai lĩnh vực này có bị thay thế hay không? Thì em rất là muốn được lắng nghe những ý kiến của hai thầy về vấn đề này. Em xin được mời thầy Quốc Bảo ạ. Như các bạn thấy, từ rất nhiều năm trước, các cái hệ thống, các cái nhà máy sản xuất, các dây chuyền tự động nó bùng nổ. Người ta cũng lo rằng ấy là các cái dây chuyền đấy nó lấy đi cái công việc của các công nhân. Nhưng mà các bạn quan sát xem trên thực tế, các công nhân vẫn đang làm việc, các cái dây chuyền vẫn đang hoạt động. Đấy là cái sự kết hợp giữa con người và máy móc. Hai cái vấn đề là hai cái chủ thể này nó khác nhau. Các bạn không có so sánh, các bạn không phải băn khoăn về cái việc là máy móc lấy đi cái công việc của con người. Ví dụ như để một cái hệ thống thông minh nó vận hành thì trước đó chúng ta cần phải chuẩn bị các cái dữ liệu và sau đó chúng ta cần phải tinh chỉnh. Thì để làm được các công việc tiền kỳ và hậu kỳ đấy thì cần rất nhiều cái công sức của con người. Đấy. Thì công việc nó sẽ không mất đi mà nó sẽ chuyển từ cái hình thức này sang cái hình thức khác. Thì các bạn không phải lo cái chuyện đấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của thầy Bảo về công nghệ AI. Tuy nhiên không riêng gì AI, chỉ nói đơn giản như trong lĩnh vực công việc hoặc là lớp học mà các bạn đang trải nghiệm, hoặc là lớp học mà đối với con người với nhau, nếu mỗi chúng ta, mỗi bản thân chúng ta không tự hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày thì chúng ta cũng sẽ có nguy cơ bị đào thải bởi chính người kế cận mình, tức là đồng nghiệp của mình hoặc là những người ngang bằng với mình. Chính vì thế AI không phải là một cái gì đó nó đe dọa đến công việc của chúng ta, mà chúng ta phải xem đó là một cái động lực để chúng ta bổ sung, chúng ta phải luôn luôn làm mới mình, phải nâng cao cái kiến thức để chúng ta có thể sử dụng nó, bắt nó phục vụ công việc cho chúng ta chứ không phải chúng ta sợ nó. Do đó nên là đối với quan điểm của tôi thì không có sợ là robot nó sẽ thay thế, mà chúng ta sẽ làm chủ công nghệ đó để có thể phục vụ cho những cái công việc mà chúng ta cần. Em xin cảm ơn những chia sẻ của hai thầy. Đây có thể là động lực rất là quý báu dành cho các bạn học sinh chúng ta chọn ngành cơ điện tử và điện điện tử. Và một điều khác mà các bạn học sinh rất là băn khoăn rằng không biết các bạn cần chuẩn bị thêm những hành trang gì trong quá trình học 4 năm để thích ứng với những xu hướng phát triển nhanh chóng của ngành cơ điện tử và điện điện tử với thị trường lao động trong tương lai. Em xin mời thầy Quốc Bảo sẽ chia sẻ trước ạ. Thì để chuẩn bị tốt cho cái ngành học đấy thì đầu tiên hết là các bạn phải có cái đam mê đối với lại cái lĩnh vực mà mình theo đuổi. Đối với ngành cơ điện tử cần các cái tố chất quan trọng, ví dụ như là sự đam mê mình vừa đề cập, rồi cái tư duy hệ thống, rồi cái tư duy sáng tạo, lại tính cần cù, chịu thương, chịu khó. Thì khi mà các bạn có các yếu tố đó, các bạn hãy đến với lại ngành cơ điện tử trường Văn Lang. Thì cùng nhau chúng ta sẽ đi chinh phục cái lĩnh vực Robotics AI. Còn đối với ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử nói riêng cũng giống như là trường Đại học Văn Lang nói chung á, thì cái môi trường học tập là môi trường trải nghiệm. Nên đúng như thầy Bảo chia sẻ, đó là chúng ta chỉ cần có sự đam mê thì vào đây chúng ta sẽ trải nghiệm cuộc sống của sinh viên, chứ không phải là chúng ta vào đây chúng ta đi học. Quan điểm của chúng tôi là các bạn sẽ vào đây để trải nghiệm cuộc sống của sinh viên. Nó rất là thú vị và các bạn phải giữ được niềm đam mê đó. Khi các bạn chọn được một cái ngành nghề phù hợp thì các bạn sẽ cảm thấy là cái việc học, việc trải nghiệm nó rất là nhẹ nhàng. Tôi rất là tâm đắc với một cái câu nói rằng nếu như mà chúng ta được làm cái công việc mình yêu thích
thì cả đời này hầu như chúng ta không phải làm gì cả. Do đó nên rất hy vọng là các bạn sẽ giữ được cái niềm đam mê và các bạn chọn được cái ngành nghề phù hợp với chính bản thân của các bạn. Em xin cảm ơn ban tư vấn vì những chia sẻ rất là thú vị cũng như là hữu ích dành cho các bạn học sinh ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình, em xin được nhờ hai thầy chúng ta gửi một lời động viên đến các bạn thí sinh 2K5 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học trong một thời gian rất là ngắn sắp tới, được không ạ? Các bạn hãy luôn lạc quan, vui vẻ. Đấy là điều quan trọng nhất để các bạn có một cái tinh thần tốt nhất, thoải mái nhất để bước vào một cái môi trường đại học phía trước hết sức rộng mở chào đón các bạn. Hãy cố gắng lên nhé. Hẹn gặp các bạn tại trường Văn Lang. Xin chúc cho quý vị phụ huynh và các em học sinh có nhiều sức khỏe và sẽ luôn luôn giữ vững niềm tin và chọn được cái ngành nghề phù hợp với con em của mình, tránh chạy theo xu hướng. Cũng rất là hy vọng được gặp lại các bạn trong cái môi trường học tập tại Đại học Văn Lang. Xin cảm ơn. Em xin thay mặt chương trình chúc hai thầy thật nhiều sức khỏe cũng như là luôn thành công, giữ được ngọn lửa yêu nghề của mình. Xin chúc cho khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính năm sau sẽ đón các bạn sinh viên K29 thật nhiệt huyết và yêu nghề. Các bạn học sinh thân mến, Ngọc Anh hy vọng rằng số phát sóng ngày hôm nay đã truyền được ngọn lửa yêu nghề đến với các bạn có quan tâm đến ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử và kỹ thuật cơ điện tử, giúp các bạn tự tin hơn về việc lựa chọn ngành học của mình. Và Alo Văn Lang sẽ quay trở lại với nhiều ngành học thú vị vào khung giờ quen thuộc 19 giờ thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên fanpage Văn Lang University và fanpage tuyển sinh trường đại học Văn Lang. Cần trường tư vấn, Alo Văn Lang nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.